Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Thắng, một ngôi trường trực thuộc tại xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, và đã có hơn 1.000 học sinh tham gia học tại ngôi trường này. Với những trang thiết bị hiện đại, ngôi trường luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho tất cả các bạn học sinh. Đồng thời, trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện cho các bạn, để các bạn có được sự trải nghiệm tích cực hơn trong cuộc sống. Và không dừng lại ở đó, với dịch bệnh hoàn thành hiện nay, thì trường cũng đã rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của học sinh. Vừa qua, vào ngày 9 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, trường đã tổ chức tiêm ngừa mũi 1 và mũi 2 cho tất cả các bạn học sinh, nhằm đảm bảo cho các bạn có thể chống lại COVID-19 mà còn thực hiện tốt thông điệp 5K trong điều kiện hiện tại. Thông điệp 5K ở đây bao gồm: thứ nhất, đó chính là khoảng cách. Chúng ta phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Và thứ hai, đó chính là khẩu trang. Hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, có thể đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Thứ ba, đó chính là khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Và thứ tư, đó chính là không tụ tập, không tập trung những nơi đông người. Và cuối cùng, đó chính là khai báo y tế. Đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, gây nên tổn thất lớn về kinh tế, sức khỏe, tính mạng của người dân. Hiện nay tuy đã có vaccine nhưng chúng ta nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay cô.
khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh